Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Thì hôm nay là sáng ngày thứ ba, ngày 19 tháng 9 ha. Tất cả chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh diệu pháp liên hoa. Quý vị có nhớ là hôm nay là kỳ thứ mấy không à? Thì coi hôm nay là kỳ thứ mấy đây. Hôm nay là kỳ thứ 69. Kỳ 69 về kinh diệu pháp liên hoa. Hôm nay bắt đầu chúng ta qua cái phẩm chúc lụy. Phẩm Chúc Lụy đây là một phẩm kinh coi như là ngắn, kinh ngắn. Chúc Lụy có nghĩa là giao phó, có nghĩa là phó chúc, có nghĩa là ủy thác. Nghĩa là Đức Phật giao phó, Đức Phật phó chúc, Đức Phật ủy thác cho hàng Đại Bồ Tát, Ma Tát để mà cái gì đây? Thế rồi vấn đề chúng ta vào để coi Đức Phật giao phó cái gì, ủy thác cái gì. Có thể bữa nay tôi xin phép là tôi đi vòng vòng một chút, vòng vòng một chút để rồi mới nói lên được cái giao phó, cái ủy thác phước chúc cái gì cho chư hàng Đại Bồ Tát để sau này như thế nào, lời của Đức Thế Tôn ủy thác như thế nào. Thưa chư vị, thì trên trần đời này phàm con người có mặt, nó không phải là cái chuyện bình thường đâu, mà lại là một chuyện hy hữu, hy hữu. Bởi vì như nhiều lần chúng ta đã biết là trong cái pháp giới này, hiện bây giờ anh em huynh đệ chúng ta đang là một con người, đang là trung tâm pháp giới. Dầu trung tâm cái pháp giới này, cái cõi pháp này nó vô thủy, vị trí vô chung, nó không đầu mối, nó không chung cùng, nhưng mà con người lại là trung tâm. Bởi vì nó không có đầu mối, nó không có chung cùng, vô thủy cho tới vô chung như vậy, cho nên con người mới gọi là trung tâm. Bởi vì con người nó có sinh, có khí, có thần, có trí. Cho mới gọi là trung tâm. Cái trí tuệ của cái tinh hoa, cái trí tuệ của cái não bộ của con người nó phóng ra tới đâu thì cái pháp nó tới đó. Tôi rất là đau buồn. Đau buồn là bây giờ cái Phật pháp mình bây giờ ít ai bằng lòng chịu nói, mà cũng nói thì cũng có không không mấy người chấp nhận bằng lòng để nói được cái tiếng chánh pháp. Mà khi nói tiếng chánh pháp á, thì đại chúng cũng nên biết rằng nó có cái phiền não ma, nó có cái thiên ma, nó có cái ngũ ấm ma bắt đầu nó trỗi dậy để nó diệt cái tiếng chánh pháp. Mình đừng có đổ thừa cái ma chết. Ma chết không có làm gì được hết á, tội người ta. Nhiều khi mình đổ thừa người này người kia người nọ, tội người ta. Mà cái phiền não ma, cái thiên ma, cái ngũ ấm ma nó ở ngay cùng ta.
Chứ còn nói thừa tu có ma bên ngoài nó phá, thật sự không có ma nào phá mình nổi đâu, không có bên ngoài nào phá mình nổi, mà ma lòng của mình, ma tâm của mình. Dầu tâm mình nó vốn là Phật, nhưng mà hễ Phật thì phải có ma đi liền. Cho nên bây giờ bữa nay tôi xin với các vị là tôi xin hiểu đến, tôi xin cúi đầu hiểu đến là cái phẩm an lạc hạnh. Vì tôi có một cái sự nhận định nó quá đà là cái phẩm an lạc hạnh thứ 14 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Mà tại sao tôi lúc bây giờ tôi giảng đó, tôi nói rằng là chư tiền bối lịch đại tổ sư chắc viết cái phẩm đó nó dư, nó thừa. Là tại sao trong đó nó là một vị phạm hạnh, một vị tu hành, một vị xuất gia, không được gần gái, gái quá, gái trinh, không được gần những kẻ bán rượu, bán thịt, không gần. Và nếu là cái tâm Bồ Tát thì tại sao không cho gần? Lúc đó tôi quá phóng khoáng về cái tư tưởng đại thừa. Thành ra tôi mới nghĩ rằng do cái tâm mình, chứ tại sao mà Phật chư tổ soạn chi những cái mà nó lặng nhặng lại nhại như vậy. Nhưng mà rồi khi đụng tới cái duyên á, cái cảnh rồi á, thì tôi mới thấy rằng thật sự ra cái cách soạn diễn dịch trình bày của chư lịch đại tổ sư có cái thâm ý vô cùng ở trong đó. Thâm ý vô cùng ở trong đó chứ không phải là dễ. Rồi cái thời gian gần đây á, có cái hệ phái của Phật giáo gọi là hệ phái Tân Tăng á, của bên Nhật Bản á, để cho quý vị tu sĩ á, được quyền lập gia đình. Được quyền coi như là lập gia đình, có vợ có con công khai. Mà rồi một số lịch đại tiền bối mình bên đây thì chấp thì lại không chịu. Cũng có người muốn muốn sau khi đi học về Việt Nam muốn lập cái hệ phái Tân Tăng đó, nhưng mà quý thầy mà tu mà cái kiểu xưa lại không chịu. Rồi khi tôi nghe, tôi thấy, tôi biết nhiều về cái nội bộ bên trong Phật giáo á, nhất là quý thầy tu của mình nó khó vượt qua được những cái dục, nhất là trong cái giới đó là cái giới dâm á, rồi có đủ thứ chuyện để mà nó hoành hành, nó kéo lôi, nó làm cho tan nát hết trơn, thì tôi lại có những cái sự bất bình, bất mãn ghê lắm. Thì nhưng bây giờ rồi cái thời qua tháng lại tôi mới nghĩ rằng, thưa quý vị, chứ tôi đã nói là con người là cái trung tâm. Cho nên cái ngũ dục lạc mà của hệ phái tư tưởng đại thừa của chúng ta mà gom gom nhóm lại cái tinh hoa của giáo lý là ngũ dục lạc, gồm có tài sắc danh thực thì nó không phải đơn giản đâu, không thể xem thường xem nhẹ, không phải không thể không tính tâm nó được, rất là nó quan trọng. Có người tu cả một cuộc đời nhưng mà rồi cuối cùng vẫn bị những cái nhân quả, mà tôi đã nói là nhân quả thì nó phải có cái giai đoạn, nó có dị thời nhi thục, nhân quả nó có dị loại nhi thục. Dị thời nhi thục là nhân quả nó có bắt nguồn cái bằng cái thời gian, nó trả bằng cái thời gian, chứ không phải nhân quả nó chống chày như trần đời nói là nghĩ xưa nhân quả lâu dài gì đó. Ngày nay nhân quả nhãn tiền, cái nhân quả nhãn tiền đó là nhân quả nhỏ, còn cái nhân quả mà nó kéo dài nó trả đó, cái nhân quả này nó ghê gớm lắm. Vì vậy mà cái chuyện giải quyết đối với giáo lý đạo Phật
cái chuyện giải quyết là cái chuyện giải quyết ngay cái hiện tại của cái hành động, cái lời nói và cái ý nghĩ của con người ngay hiện tại. Bởi vì cái lời Phật dạy là chặn đứng cái nhân quả xấu ở hiện tại và tương lai, cứ như là chặn đứng cái nhân hiện tại. Còn cái chuyện mà quá khứ để dẫn tới cái quả của hiện tại đây đó, thì chúng ta phải bằng lòng phải chấp nhận. Còn cái nhân, cái người có trí thức, cái người có ý thức, cái người có học thức và cái người có tu tập, thì phải cảnh tỉnh, phải thức tỉnh cái nhân quả của hiện tại, nhân cái nhân hiện tại. Mà cái nền tư tưởng của giáo lý đạo Phật hay là cái lòng từ bi cao cả của Đức Phật mà để diễn bày, để trình bày, để hành xử thì không có quá trói buộc đâu. Chấp nhận cái người làm ác, cái người có những cái dục vọng, nhưng mà phải biết dừng ngay hiện tại. Làm ác cả đời nhưng mà nếu dừng ngay cái hiện tại thì đối với đạo Phật vẫn chấp nhận. Còn chỉ sợ rằng con người làm ác rồi, con người làm tội rồi, con người phá giới rồi mà không biết dừng thì cái điều đó là cái điều nguy hiểm vô cùng. Cho nên các vị nhìn chư Tăng, nhìn quý thầy, quý vị nhìn đừng có cái vội phán đoán. Bởi vì cái nhân quả nó không phải ở hiển lộ bên ngoài, mà thường cái nhân quả nó có những cái bí quyết, những cái gọi là danh từ nôm na là nó có những cái tinh túy, tinh nhuệ, nó như một cái chất nhựa mà nó đeo bám vào cái trí não để rồi nó hình thành. Cái nhựa đó nó có thể hình thành, nó có thể sinh trưởng, nó có thể nảy mầm tất cả những cái gì đó ở trong cái chuyện tương lai. Vậy mà tôi có lời khuyên khuyên lên các anh em, các huynh đệ Phật tử đó, chúng ta theo một ông thầy nào chúng ta học pháp cũng vậy. Chúng ta cần cái pháp, cần cái chân lý, cần cái sự thật, cần cái luận lý cao tột. Chứ chúng ta đừng có học mê. Cái bệnh của trần đời là mê ông thầy. Học pháp với ông thầy để mà học pháp chứ không phải học với thầy. Thầy không có gì để học. Bởi vì không biết bao nhiêu tín đồ Phật tử có cái bệnh mê thầy mà rồi ngã ngửa ra rồi đau khổ vô cùng, đau khổ tận đáy nguyệt. Ngày xưa tôi từng hầu hạ, tôi từng gần gũi để mà học hành với nhiều vị hòa thượng, rồi tôi mới thấy được cái tâm lý của quý Phật tử cư sĩ mình. Hãy quý thầy nào, quý hòa thượng nào coi như là sống chết. Cho nên đó, nhiều khi mình nói với cái lý đạo đó, mình nói là người ta cuồng tín, chứ thật sự ra cuồng tín đạo nó còn đỡ hơn cái bệnh cuồng tín thầy. Cuồng tín gì ông thầy, cuồng tín gì ông thầy. Cho nên rồi cứ là coi như là ai đụng tới ông thầy là mình. Tôi nhớ hồi tôi ở quận 2, tôi xin giấu tên cái chùa, có một cái con nhỏ nó tên là con Hà Cỏ đó. Trời ơi, nó cuồng tín ông thầy bổn sư, ông thầy Mở Quy Y á. Ai thầy tôi là Quan Âm tái thế, ai đụng tới thầy tôi có nghĩa là tôi chết chứ tôi không cho đụng tới thầy tôi. Trời đất Phật ơi, nó cuồng tín ông thầy tới mức độ mà rồi sau này tôi nghe nói lại đó, trời, nó chửi ông thầy không còn cái gì. Hồi đó mà ai đụng tới thầy của nó đó coi như là nó thà nó mất mạng chứ nó không cho ai đụng tới ông thầy nó. Thầy nó là Quan Âm tái thế, rồi cũng chính cái miệng nó sau này nó chửi ông thầy không còn cái gì. Bởi vì hồi đó ông thầy đó quy y nhiều Phật tử, cho nên ông đặt pháp danh Trùng.
pháp này qua kia nó trùng lập, trong đó có một con cũng pháp qua đất hay gì đó, mà Đức Hà thì có cái chùa đó, nó có cái bà Đức Hà, bà làm hương đăng, rồi cái bà này cũng không vừa nghe, rồi tới rồi cũng qua đất nữa, đất gì đó, đất này nó tên cũng lên con Hà, cái rồi kêu qua đất Hà cỏ, bởi vì nhỏ này nó trồng cỏ, nó bán cỏ gì đó, nó cũng là dân có máu mặt. Cho nên tôi nói thật các vị là trải qua gần 30 năm rồi, tôi chứng kiến quá nhiều. Vì vậy mà đối với cái Phật giáo nói riêng, đối với tôn giáo nói chung á, thì kiếm không được mấy người có cái chánh pháp, kiếm cái tâm chân chánh hoàn toàn đó, kiếm không được đâu. Cái tâm mà chân chánh, cái tâm mà bảo vệ chánh pháp nó không mấy người. Còn cũng mang danh là chánh pháp, nhưng mà để bảo vệ ông thầy, mê thầy, cái bệnh này nó nhiều lắm. Những ngày đầu tôi giảng online cũng vậy. Cái đám mà học trò, cái đám mà gọi là bảo vệ đại thừa chánh pháp gì đó, nó cũng quýnh tôi te tua. Mà trong khi cùng một thầy học, cùng học một thầy, cùng học một lý tưởng đó, mà nó cũng quýnh te tua. Bởi vì mới có mang cái bệnh học pháp á, tôi nói là học pháp. Rồi bây giờ những cái tên đó nó lặn nó mất tiêu rồi. Nó lặn mất rồi. Cho nên Đức Phật có nói rằng: này các tỳ kheo, ngươi chớ có tin cái ý của ngươi khi ngươi chưa chứng thánh quả. Ngươi chớ có tin cái ý của ngươi khi ngươi chưa chứng thánh quả. Khi mà chưa có chứng thánh quả rồi, cái gì mình nói năng, mình hành động, dù nó là nghe nó có lý đó, nhưng mà có khi nó chỉ là cái lý luận, cái lập trình, cái diễn thuyết. Vì vậy mà nói gì nói, nó không qua được cái đạo Phật, không qua được cái giới, cái định, cái tuệ. Nếu mà không có giới thì cái định kia đó, cái định nó chưa phải là định chân chánh. Mà định không chân chánh thì cái huệ kia nó cũng là cái trí thức, chứ cũng chưa phải là chân chánh. Mà nếu không giới, không định, không tuệ thì cái chuyện giải thoát và giải thoát tri kiến đó, nó còn lệ thuộc trong cái vòng luẩn quẩn của cái sự luân hồi nhân quả nghiệp lực. Cho nên nói đi thì nói lại, cho đạo Phật vẫn luôn tôn trọng, dù tất cả các pháp môn, tất cả các tông phái, tất cả tu cái gì, phương tiện gì đi chăng nữa, nhưng cũng không ngoài giới định tuệ. Tôi nhắc cho đại chúng, thôi thì tôi có lời khuyên, tôi không biết bắt đầu từ đâu, tôi khuyên một vài huynh đệ của mình. Thôi thì mình ở cái vai trò nào? Mình là Phật tử tại gia thì mình giữ gìn cho trọn được tam quy ngũ giới của người Phật tử tại gia. Rồi mình già một chút, mình lớn một chút, mà mình có thể mình thấy mình viễn ly được phần nào cái cuộc đời, viễn ly được cái phần nào ăn mặc ở ngũ ỉa, nó xin lỗi theo cái thế gian, thì bắt đầu mình ráng, mình cũng tìm tòi giáo lý, rồi mình cũng thọ cái giới thập thiện hoặc là Bồ Tát, thì mình ráng giữ cho được thập thiện Bồ Tát. Giữ được cái gì thì được cái đó, đắc cái đó, nhẹ cái đó. Còn huynh đệ nào xuất gia sa di thì ráng giữ 10 giới của người xuất gia, ráng giữ ngũ đức của sa di. Còn tỳ kheo thì ráng giữ 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, thí dụ vậy. Cho nên bây giờ cái cuộc đời bây giờ, chúng ta nên nhớ một điều rằng Đức Thế Tôn của mình thành Phật được, nó có ba cái hạnh là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tất cả chúng ta phải có ý thức, phải tự giác mà thôi. Chứ không có ai có thể nắm tay dìu đỡ chúng ta đi trên cái đoạn đường đời, có không dìu đỡ mãi được, chứ đừng nói chi đoạn đường đạo.
mỗi người phải tự 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 giác, tự ý thức. Tôi muốn nói lên những cái nói mà bây giờ cũng phải dè dặt, là vì hãy nói lên thì nó cảm thấy nó có gì đó nó buồn bã cho những huynh đệ, những học trò cùng với lý tưởng, với tôi cùng một thầy. Cho nên tôi chỉ nói vòng vòng, mong rằng quý vị cũng cảm thông mà suy nghĩ lại. Bởi vì cái nghiệp của chúng sanh trên trần đời này nó không ai giống ai. Cho nên sanh ra cái hoàn cảnh nó không ai giống ai. Vì vậy mà Như Lai mới xuất thế để làm một cái tấm gương, tấm gương tiêu biểu cho những ai chấp nhận bằng lòng theo con đường của Như Lai. Gương tiêu biểu là thí dụ như Như Lai ra đời, Như Lai là một con người bình thường, Như Lai một vị thái tử, Như Lai là một cái thiện nam tử, Như Lai cũng học hành, cũng đỗ đạt, cũng công thành danh tội, cũng lớn lên, cũng có vợ có con, rồi cũng thấy nhàm chán, rồi bỏ đi tu, rồi cũng khổ hạnh miệt mài cái cuộc đời như vậy, thì mới là thành một vị Như Lai Thế Tôn, một vị Phật của lịch sử. Để rồi Phật lịch sử đó mà mới giới thiệu rằng nếu có vị Phật nào ở quá khứ đã qua rồi và vị Phật nào trong tương lai sẽ đến thì cũng phải như ông Phật lịch sử vậy. Cho nên cái điều mà xuất thế của Thích Ca Mâu Ni Phật, của Như Lai của chúng ta là một điều vô cùng bình thường nhưng mà lại vô cùng đặc biệt, để là một cái tấm gương biểu mẫu để nói lên cái quá khứ chư Phật cũng như vị lai chư Phật cũng phải như Phật hiện tại. Vì vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni mới là một cái con người thật của lịch sử, một cái ông Phật mà cả cái Ta Bà giáo chủ, cả cái Trung Thiên điều ngự như thế này, cả cái trời người đều phải cung kính là ở chỗ đó. Cho nên nó có nhiều cái điều tôi muốn nói với đại chúng lắm. Tôi muốn an ủi đại chúng nhiều nhiều vị, mà đại đa số là những bạn bè học với tôi một thầy. Những đại đa số là huynh đệ, là giờ là cũng là học trò của tôi. Nhiều vị điện qua, nhiều vị chia sẻ, nhiều vị coi như là trút cái tâm tư nhiều lắm. Nhưng mà tôi nhắc cho đại chúng vậy. Cái ngày xưa sở dĩ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà ngài cái điều mà nói về thành Phật rồi, hay là điều khi chưa mà thành Phật, sở dĩ ngài thành tựu được là tại vì đã ngài đã viễn ly được, trước mắt là viễn ly những cái vinh hoa phú quý, rồi khi đi tu là coi như ngài viễn ly, ngài trải qua khổ hạnh đó, giống như ngài viễn ly cả cái thân ngũ ấm này, thì không màng tới nó. Thành ra cái giai đoạn mà tu khổ hạnh của Đức Thích Tôn đó, chúng ta nghe thì chúng ta nói thay vì Thế Tôn sao không rút ngắn lại, thành Phật nó phải trở tu khổ hạnh ép sát. Nhưng mà thật ra nếu không có giai đoạn đó thì không thành được ông Như Lai Thế Tôn đâu. Đó, thì trải qua cái giai đoạn đó, khi mà ngài ngộ ra thì những cái ép sát nó là cái phương tiện. Nhưng mà lúc mà ngài không viễn ly cái ngũ ám thân như vậy thì làm sao thành tựu được đạo nghiệp. Nhưng mà khi thành tựu đạo nghiệp rồi thì ngài không nghĩ rằng là cái thân do ép sát mà thành Phật hay thành tựu đạo nghiệp. Ngài mới nói nhờ cái thân này để rồi tu hành, nhờ cái thân này để mà mình có cái cơ hội nương nó để tu, nhờ nó để chuyển vận. Nhưng mà thật ra Thế Tôn cũng không nhờ nó, mà Thế Tôn chỉ nương quyển thân để mà thuyết pháp độ sanh. Thế Tôn vẫn ăn, vẫn đi sinh, vẫn khất thực, vẫn bình thường. Dĩ nhiên là không đối hoài tới nó, chứ không phải tôn trọng nó, không phải bỏ nó.
nhưng mà vẫn phục vụ cho nó, để nhờ có nó sống vài chục năm nữa để mà thuyết pháp, để mà độ sanh. Nhưng mà các vị thấy Thế Tôn vẫn ở trong rừng, vẫn ở gốc cây, vẫn là coi như là một con người viễn ly mà. Cho nên các vị biết ngày nay á, mình nói là nói rất dễ, nhưng mà thật sự ra đối với tôi bây giờ này á, nội cái ngủ của tôi ở bên Mỹ này á, niệm mềm tôi ngủ không được. Niệm mềm tôi ngủ không được. Thậm chí bây giờ cái tôi không có cái giọng, tôi cũng buồn, tôi ngủ cũng không được. Là như vậy tôi hỏi các vị làm sao viễn ly được. Tôi ở đâu cũng phải có cái giọng. Trước khi tôi đi lên giường tôi ngủ thì tôi phải nằm toàn ten. Hoặc nửa đêm tôi thức giấc thì tôi cũng xuống nằm toàn ten 5-3 phút tôi mới lên tôi ngủ được. Nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một cái cần thiết như vậy. Cho nên thật sự ra cái việc mà làm việc như được Như Lai Thế Tôn không phải là chuyện dễ dàng. Đó là tôi nói về cái ăn mặc ở ngủ thở ở ngủ ỉa của thế gian này thôi. Nó cả một vấn đề. Đi vô cái restroom cũng vậy. Bây giờ ở Mỹ cái phương tiện nó quen rồi nghe. Rồi làm ông thầy chùa, làm ông thầy được người ta tôn trọng, nó quen rồi. Bây giờ mà đi restroom công cộng chịu cũng không nổi nữa. Chứ đừng nói chi mà viễn ly cái gì khác. Thành ra tôi nói các vị biết rằng sự thật cái chuyện tu hành nói nó dễ nhưng mà nó không phải dễ chút nào. Nói nó viễn ly nó dễ nhưng mà không thể dễ viễn ly chút nào hết đó thưa các vị. Rồi gặp Phật tử, gặp cái người lo lắng mà nếu nó cuồng tín nữa đó thì càng chết nữa. Nhất là mấy ông chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa mà lớn của mình mà ngoài cái tuổi 60 á. Thật ra nó đổ nghiệp ra nó còn khổ hơn cái tuổi trẻ tụi tôi nữa thưa các vị. Giờ tôi nghĩ lại tôi mới cảm thương lắm. Thế rồi mình mới cảm thông được cái kiếp người này. Nên tôi bớt cái chuyện mà họ phan luyện coi như những năm về trước thì tôi cảm thông lắm. Vì tôi nghĩ rằng mình cũng sắp sửa tới tuổi đó. Mình mới thấy được cái nỗi cô đơn, cái nỗi trống vắng của đơn độc một kiếp người. Chứ còn nếu mà mình thấy một mình lại một mình, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, nếu mình nói như vậy, mình hiểu như vậy, mình làm như vậy, đâu phải chuyện, đâu còn gì để nói. Cho nên như vậy tôi có lời kêu gọi tất cả các tín đồ Phật giáo nói riêng, tất cả các tín đồ của các tôn giáo đạo giáo trên thế gian này nói chung, phải có sự suy nghĩ cho chín chắn, để rồi có cái sự cảm thông tột cùng của sự cảm thông. Nói như vậy không có nghĩa là đồng lõa với cái sai, nói như vậy không có nghĩa là chấp nhận bằng lòng cái sai, nhưng mà để có sự nhẹ nhàng của cái não lộ của mình, cái tấm lòng của mình. Riêng bản thân tôi bây giờ này tôi sợ lắm các vị biết không, tôi sợ. Dầu là từ nhỏ lớn, hồi nhỏ tôi cũng có gần gũi tín nữ, gần gũi thiện nam, tôi cũng có tâm yêu thương vậy. Nữ tôi cũng mến mộ được mà nam tôi cũng yêu thương được, có nghĩa là tôi thì dường như cái người nào gần gần tôi là có tình cảm. Bởi vì thấy cái nghiệp của tôi là biết tham vọng, dục vọng, dâm vọng rồi các vị biết rồi. Tôi không có cái gì mà tôi phải giấu giếm. Nhưng mà rồi càng lấy cái lý tưởng của mình thì bây giờ mình phải biết cái chỗ nào nên dừng, chỗ nào nên tới. Nếu mình chấp nhận, mình bằng lòng cái nghiệp, cái quả của mình, cái nhân của mình như vậy, mình dừng chỗ nào và mình thắng chỗ nào, mà mình đề ba, mình đạp ga chỗ nào. Còn lý tưởng, mình phải đặt ra lý tưởng gì? Thí dụ như lý tưởng của tôi bây giờ này là lý tưởng của tôi chỉ là nhìn cái cuộc đời này để mà vui chơi. Rồi lý tưởng có khi cũng là tham vọng chơi, làm cái gì đó để chơi cho con cháu mình chơi vân vân.
lý tưởng tôi là cái thế này thế kia thế nọ, nhưng mà thật sự nó cũng chẳng cái gì gọi là lý tưởng. Mà cái gì mà đem lại sự an lạc cho mình, cho người thân của mình, cho bạn bè, cho Phật tử xung quanh của mình, mà họ có mở mang được cái trí tuệ, họ có mở mang được cái tầm nhìn trong sáng về pháp giới, thì đó là lý tưởng của những ông pháp sư như tôi. Cho nên bây giờ tôi nói cái gì ra là tôi muốn rằng cái chân lý, cái sự thật, cái lẽ thật, để rồi mình không có mai một, không có muộn màng, không có hối tiếc khi mình sống kiếp người này. Còn cái chuyện quá khứ qua thì càng lúc mình phải càng đóng màn nó lại, vì có hoài vọng, có hối tiếc nó cũng chẳng là còn chẳng còn được cái gì. Tình cảm con người cũng vậy, ai cũng có tình cảm, tình nghĩa, tình ái, ai cũng có ơn, có oán. Nhưng mà thôi, mình hãy lấy lý tưởng của mình mà mình tập khép màn nó lại để cho nó nhẹ nhàng, để rồi mình còn nhìn cái sáng, nhìn cái chân trời không bao giờ hủy diệt, mà chân trời luôn tồn tại hiện hữu. Ánh sáng kia, còn cái chuyện phía sau lưng, cái phía mà đã qua rồi, là coi như chúng ta phải tập khép màn lại. Nếu ai bằng lòng chấp nhận như vậy thì cuộc đời, đời sống chúng ta nó nhẹ nhàng. Rồi bây giờ tôi cũng nói thật với đại chúng là tôi vui mừng là bây giờ xung quanh tôi thì tôi không cho cái tín nữ nào hay thiện nam nào trẻ mà gần gũi tôi. Giờ này có mấy ông già, đó là cái niềm vui, cái lý tưởng của tôi. Tại vì tôi sanh ra không thấy được cái giai đoạn trước, cái chế độ trước, mà cái chế độ, cái hiện tại thì tôi cũng không rõ mấy. Cho nên tôi cũng nhằm khi ngồi để mà thế gian người ta gọi là trà dư tửu hậu, chứ tôi thì không có tửu hậu mà trà dư á. Mình cũng lắng nghe được cái tiếng lòng, cái tiếng người lớn, rồi cái tâm tư, cái nguyện vọng, rồi mình mới nghe coi tâm tư nguyện vọng người ta cái gì, mình biết được để mình trình bày, mình chia sẻ, mình khuyên lên để cho người ta vui, người ta an. Thì như vậy tôi cũng nghĩ là tôi cũng đền đáp cái ơn của hồn thiên sông núi, của Phật, của Tổ. Giờ xung quanh tôi thì tôi mừng là hiện giờ tôi đang ở cái chùa Bảo Quang, ở đây là mấy ông già nhiều. Nhờ vậy mà mấy ông già làm cho tôi thấy tôi vui lắm. Dĩ nhiên nó sẽ được cái này mất cái kia. Bây giờ tôi cấm tuyệt đối không cho mấy bà sồn sồn hay là mấy cô nữ trẻ hay này kia là hầu hạ phục dịch cho tôi. Thì dĩ nhiên mít lòng. Bởi vì tâm lý bên Mỹ bây giờ cũng vậy, mà ở Việt Nam cũng vậy, mà ông thầy nào mà người ta quý rồi, ông trụ trì, ông viện chủ, ông giảng sư, pháp sư quý rồi, trời ơi, dành nhau phục dịch, dành nhau phục vụ, dành nhau lo lắng, đây là cái bệnh chung mà. Mà nếu mà ông thầy mà ham cái phục dịch, ham cái lo lắng, ham cái hầu hạ, thì coi như là trước sau gì cũng lọt vô thiên ma, vô phiền não ma, vô ngũ ấm ma. Cho nên thà mít lòng trước được lòng sau. Bây giờ tôi làm được cái gì tôi làm, tôi ăn cái gì tôi nấu, tôi muốn mặc cái gì thì tôi giặt, tôi ủi, tôi làm, không cho ai phục dịch hầu hạ. Đức Phật ngày xưa các vị thấy rồi, đã thành Như Lai Thế Tôn rồi, theo lẽ mà ngồi đó mà cho người ta phục dịch hầu hạ, Ngài không làm điều đó. Vì Ngài không có một cái phòng riêng, mà không có phòng riêng cho nên đâu có cách nào hại Ngài được. Thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, nó đâu có chui vô phòng nó ngủ với Ngài được. Cũng như cái thân này nó không có một cái vách riêng, cái ngăn chia riêng, thì không thể nào thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma nó chui vô cái, nó trú trong cái thân này được. Mình nhìn cái gương của Đức Phật mình. Ngày nay vì cuộc sống nó phát triển, nó văn minh, cho nên mấy thầy tu mình
càng tu thì nó là y báo chánh báo trang nghiêm, rồi càng chùa to càng Phật bự, càng sang trọng, càng kính cổng cao tường. Cho nên vì vậy mà thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma nó vô nó trú ở trong đó, nó trú trong những cái hôn mê, những cái dục vọng, những cái vọng tưởng, nó trú ở trong đó. Mà một khi nó trú trong đó thì nó lấp bích hết, thì cái Phật tâm, Phật tánh, Phật hạnh, Phật huệ làm sao nó có cái cơ hội để hiển bày. Vì vậy mà nó nảy sinh ra là tình cảm, nảy sinh ra tình nghĩa, nảy sinh ra dục lạc, nảy sinh ra dục vọng. Cho nên nó vòng với nhau vậy. Mình hiểu như vậy. Rồi mấy bà, bây giờ mấy thầy, bởi cái hay nhất của chúng ta là ngày xưa là Phật tuyệt đối không cho tăng ni ở chung. Mà ngày nay mấy hòa thượng mình thì, mấy thầy mình thì ngặt nổi là mấy ông thầy trẻ thì đâu có lo lắng, đâu có phục vụ bằng mấy bà vải, mấy bà ni. Rồi thành ra mấy cô vải, mấy cô ni phục vụ thì các vị biết là trời, cái dục vọng, cái nghiệp chướng của con người, cái ham vọng của con người nó đâu có dừng. Bởi vì á, cái ham vọng, cái dục vọng con người nó ý là một phần, nhưng mà nó ăn qua con mắt, nó ăn qua cái lỗ tai, nó ăn qua cái lỗ mũi, nó ăn qua cái lưỡi, nó ăn qua cái thân, nó mới đưa vào thần ý. Có nhiều người già, dĩ nhiên có nhiều khi á, chỉ sơ sẩy một lần về cái dục lạc, nhưng mà rồi á, nó không quên được, nó ăn qua cái ý mà. Có nhiều vị á, thật sự ra tôi biết là giờ cũng không làm ăn gì được, nhưng mà rồi á, coi như là đói con mắt, nó đói cái tình cảm về con mắt, yêu cầu thấy cái cô đó đi ngang thôi là thấy nó nhẹ nhàng. Đây là cái tư tưởng sống đang sống ở cõi trời, đang sống ở cõi trời nó vậy đó, đói con mắt, sống ở cõi cái cõi là vô sắc. Cho nên nói về cái dục vọng, dục lạc, cái về cái tình cảm con người nói hoài, nó không hết đâu. Vì vậy mà tại sao trong giới tỳ kheo á, Đức Phật lại chế cái giới dâm đứng đầu. Giới dâm đứng đầu ạ. Người tu tụi tôi là cái giới dâm đứng đầu. Bởi vì nó là nguy hiểm vô cùng. Còn ngoài đời của các Phật tử là cái giới sát đứng đầu, phải giết người. Còn người tu là giới dâm đứng đầu. Ê, cho nên thôi nói gì nữa, thôi giờ vô kinh đi. Giờ tôi muốn nói là cái gì đó mà không biết nói cái gì là nói cái gì bây giờ. Nói mà không biết nói cái gì. Thôi vô kinh đi các vị, vô kinh cho nó có trí tuệ, có chuyện. Bây giờ mình học cái phẩm chúc lụy. Chúc lụy là dặn dò, là quỷ thác, là giao phó. Nhớ chỉ chút lụy vậy. Bây giờ mình vô phần chánh văn. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần lớn, dùng tay mặt so đầu vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: trong vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng kính đẳng chánh giác khó được này. Nay đem giao phó cho các ngươi, các ngươi nên hết lòng truyền bá để đem lại sự lợi ích cho nhiều người. Nói làm sao đây? Giải thích làm sao bây giờ đây ta? Nếu giải thích mà nó trớt trớt á, thì nó qua lẹ lắm. Kinh Pháp Hoa này mà nếu ai mà giải trớt trớt thì 28 phẩm này cho cao nhất là 28 giờ đồng hồ. Mỗi phẩm dựng giờ, thậm chí phẩm vậy nửa giờ cũng hết nữa. Nhưng mà sở dĩ cái bộ kinh này là bộ kinh là vua của các kinh, cho nên nó nhiều cái thâm ý mà giải thích không phải một giờ hay là 28 giờ, mà tại sao nói hoài. Bộ kinh này nó có cái vấn đề để mà phá tà hiển chánh ở trong đó. Bộ kinh này gọi là viên giáo mà, đại thừa viên giáo diệu pháp liên hoa. Lúc bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần lớn, dùng cái tay xoa đầu vô lượng Bồ Tát. Nam mô Phật. Cho nên tôi thấy cái đám Phật tử của mình
cứ tối ngày đúc cái đầu vô cho mấy thầy, mấy hòa thượng, mấy thượng tọa xoa. Nghe cái câu này cho nên nó khum đầu vô cho người này người kia xoa. Cái đầu mình dày mà cho người ta xoa, mà cái tai biết nó có sạch không mà xoa. mà không biết cái xoa đầu là cái gì. Cứ gặp mấy hòa thượng nói thầy xoa đầu dùm con đấy, thầy xoa đầu cho con có phước. Sao mà cái tay gì mà xoa đầu có phước được, ngu si. Người bây giờ vậy, trong kinh nói vậy nè, là lúc bây giờ Đức Thích Công đi từ pháp tòa đứng dậy hiện sức thần lớn, dùng cái tay xoa đầu vô lượng Bồ Tát. Nghe vậy rồi hiểu vậy sao đây? Vậy thì hiểu như vậy thì coi như là cứ việc khum đầu cho mấy ông thầy so cho có phước. Cần gì tu? Mà sao ông thầy so đầu cho người ta có phước thì ông thầy không so đầu của mình cho mình có phước, có huệ đi. Nói thưa thầy so đầu con cho con không có mê muội, cho con có trí tuệ, cho con học giỏi thì kia nọ. Vậy sao ông thầy không so đầu cho ông có trí tuệ đi? Cho nên có nhiều cái mà cái kinh Đại Thừa tôi nói với các vị là tôi đánh lên cái tiếng đánh giọng mạnh, đánh lên cái tiếng trống mà có thậm chí người ta nghe mà người ta bực mình, người ta ghét mà tôi phải nói. Nếu xoa đầu cho có phước thì tại sao mình không tự xoa đầu của mình cho có phước có tuệ đi? Dĩ nhiên trên cuộc đời này ai cũng muốn có cái tình thương, ai cũng muốn có sự bảo hộ, bảo bọc. Như tôi hồi đó tôi theo một vị hòa thượng mà tới bây giờ tôi vẫn tôn kính nha. Tôi vẫn tôn kính cái uy nghi, cái tế hạnh, cái lời nói của hòa thượng đó. Mà tôi coi là thầy, là tôi cũng mang dòng kệ của hòa thượng đó. Tôi là chữ Nguyên, cái nên đệ tử tôi bây giờ là tôi đặt chữ Quảng, là tại vì tôi mang dòng kệ của một vị hòa thượng đó. Hòa thượng đó tôi cung kính lắm. Bây giờ bữa nay mà có nhiều khi tôi nằm mơ mà tôi thấy tôi đang sống, đang gần hòa thượng đó để hòa thượng đó khuyên lơn dạy bào. Còn cái việc của hòa thượng đó tôi không quan trọng. Tôi quan trọng cái việc là tôi nhớ những cái cư xử của thầy, cái quay nghi của thầy, cái lời nói, cái dạy dỗ của thầy. Tôi quý như vậy đó. Tôi nhớ là có những lần tôi thấy Phật tử đúc đầu vô cho thầy xoa đầu á, tôi mừng lắm, tôi thèm, tôi nói ước thầy mình, thầy xoa đầu mình, mình mừng lắm. Cho nên tôi, chính tôi bây giờ mà tôi gặp đệ tử, mà đệ tử nhỏ tuổi hơn tôi á, mà những người tôi thương á, những cái người mà tôi quý, khi tôi cũng giờ rờ cái mái tóc, tôi cũng phiên vậy, tôi nói ráng nghe là kia. Mình cũng, ai trên đời này cũng có muốn có cái tình thương như vậy. Đó là cái xoa đầu của cái thế gian để thể hiện cái tình thương. Chứ còn cái kiểu mà lấy tay mà xoa đầu để có phước, để có trí tuệ là hoàn toàn là ngu si vô trí, đần độn. Không có kiểu xoa đầu để cho có phước có huệ được. Cái phước cái huệ không có người nào có thể ban được. Dầu là hòa thượng, dầu là thượng tọa, dầu là coi như là La Hán hay là Như Lai Thế Tôn, không có điều làm điều đó được. Thì bây giờ cái chỗ này nói cái gì đây? Nói cái gì mà Thế Tôn từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần lớn, dùng cái tay mặt, dùng cái bàn tay mặt nha, xoa đầu. Chư Đại Bồ Tát mà nói rằng, trong vô lượng trăm ngàn muôn A Tăng kỳ kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Nay đem giao phó cho các ngươi, các ngươi nên hết lòng truyền bá để đem lại lợi ích, ích lợi cho nhiều người. Đọc đến đoạn kinh này, Như Lai hiện sức thần, dùng tay mặt so đầu vô lượng Đại Bồ Tát. Thì ta phải biết như thế này, đây là mượn ngôn ngữ văn tự để tải đạo. Bồ Tát là người trồng sâu, Bồ Tát là người trồng sâu cái nhân lành để thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề, là Phật, là Như Lai Thế Tôn. Cho nên Bồ Tát là người ở trong tầm tay của Như Lai. Ý nói chỗ đó.
Bồ Tát là người trồng sâu nhân lành để thành tựu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, đã thành Phật, thành Như Lai. Vì vậy Bồ Tát là người ở trong tầm tay của Như Lai. Bồ Tát là người tu hành, là người được giáo dục trong sự nâng đỡ bồi dưỡng của Như Lai. Nói theo kiểu thông thường thế gian thì Bồ Tát là người đệ tử, là người học trò lớn của Như Lai, của thầy, của ông thầy là Như Lai. Và những người học trò này được nhân, được học cái nhân lành tiến thành Như Lai Thế Tôn. Nói về tâm của mỗi chúng ta, tất cả đều có tâm, cái tâm Phật. Mỗi người đều có tâm Như Lai duyên giác, viên mãn, tròn đầy. Vì lẽ đó trong kinh nói, Như Lai hiện sức thần lớn, so đầu, dặn dò, chỉ bảo. Có nghĩa là tự mình nhắn nhủ với lòng mình phải phụng trì chánh pháp, phải tu học thực hành chánh pháp. Nói theo kinh là phụng trì truyền bá mọi người kinh Pháp Hoa. Như Lai hạnh, Như Lai tâm phải dặn dò Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của lòng ta. Tất cả kinh điển của Đạo Phật đều dạy cho con người quán cải, hóa giải phiền não, đau khổ cho con người, giúp cho con người có cuộc sống an lành, giải thoát giác ngộ. Phật nói trong kinh là vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, Phật đã tu tập vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay giao phó cho các Bồ Tát. Chúng ta nên tư duy vấn đề này cho kỹ, vì trên bước đường tu, rất nhiều người mong thành Phật liền, đến nỗi ngày chết, mong hộ niệm, van xin hồi hướng đẩy cái hồn để thành Phật. Học Phật thật kỹ, đúng chân lý là không phải như vậy. Như Lai phải trải qua trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp có thành tựu đạo Bồ Đề, thì chúng ta là người gì mà mình rồi hơn Phật? Mà rước tăng ni chú nguyện, rước bổn đạo ó ré hộ niệm, nào là phóng sanh, nào là cúng dường, là được vãng sanh tịnh độ, là cái điều mơ hồ, cái điều của những kẻ ngu si vô trí, không biết đạo lý, không biết giáo lý, không học hỏi, không tìm cầu, mà tu theo cái kiểu quyển hoạt quan đường của những cái tên thầy chùa ăn no nó bậy liếu láo cho qua ngày đoạn tháng vũ khí thiên hạ. Làm cái gì mà mình đòi mình hơn Phật? Làm cái gì mà mình nhắm mình ngon hơn, ngon chỗ nào? Phước mình có chưa? Trí mình được bao nhiêu mà đòi rước tăng ni hộ niệm cúng dường phóng sanh, rước ban hộ niệm lại ó ré cái đẩy cái hồn thành Phật. Giáo lý đạo Phật ở đâu? Chân lý là cái gì? Tu theo cái kiểu đó, dạy theo kiểu đó là coi như là phá đạo. Bây giờ là tôi không sợ ai nữa. Tôi nói về ai có chửi tôi, nói là thằng thầy tài này nó sân hận, cái ông thầy tài này là cái gì cũng được hết, danh từ gì dơ bẩn tục tàn đổ cho tôi cũng được hết. Mà tôi bây giờ tôi nói thẳng nè, để tôi muốn nói lên là cái người tu là Đức Phật, là chúng ta là ban đầu là phải tự giác, rồi giác tha mới giác hạnh viên mãn. Không có tự giác mà đòi thành Phật là sao? Cho nên tu tập phải là nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí, phát minh nhận thức, nói ra chân lý. Nay Phật giáo hóa dạy, nay được Phật giáo hóa dặn dò, dạy bảo các Bồ Tát phải học, phải tu và phải truyền bá. Như vậy là mình phải làm ba nhiệm vụ đó. Để học, phải tu, phải truyền bá. Ngày nay chỉ niệm 6 chữ Di Đà, rồi bây giờ đó là rút ngắn lại còn 4 chữ. Hồi xưa thì cái Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái thời gian Nam Mô A Di Đà Phật, cái thời gian A Di Đà Phật, rồi bây giờ bắt đầu sửa lại nó còn 4 chữ à, A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thôi sao không gom lại Phật chữ cho nó trọn, réo ngày réo đêm đòi giảng sanh, cho là giảng sanh thành Phật là điều lừa bịp bá tánh bổn đạo một cách trắng trợn, mê hoặc con người một cách tai hại nghiêm trọng, giết chết não bộ sáng suốt một con người vô cùng nham hiểm. Ai mà truyền bá kiểu đó là tự giết chết cái não bộ con người một cách vô cùng nham hiểm, mê hoặc con người một cách nghiêm trọng tai hại, lừa đảo bá tánh bổn đạo một cách trắng trợn.
Tôi nói đây có bằng chứng. Chứng cớ là Thường Bắc Khinh Bồ Tát cách hằng hà sa kiếp vô lượng A Tăng kỳ kiếp phát hiện ra chân lý. Chân lý gì? Chân lý tôi không giống hơn các ngài. Các ngài ai cũng thành Phật. Rồi phát hiện ra chân lý đó rồi đó mà còn bị các người đánh đập, chửi bới, chê là điên khùng. Đặt cho cái tên là Thường Bất Khinh. Hoặc nói Bồ Tát Thường Bất Khinh, khinh xưa kia đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Còn các người đánh mắng chửi bới kia đó là chính là các nhóm tỳ kheo, các nhóm cư sĩ có mặt nơi đây đấy. Cho nên chúng ta có dụng ý cầu nguyện mong cầu thành Phật giảng sanh mau lẹ là khổ công vô ích. Cho nên người xuất gia học đạo ai cũng phải thuộc lầm lòng cái bản quy sơn cảnh sách của thiền sư Linh Hữu. Nó giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất dông nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Cố trì tam giới hành phạt quanh bản sát nhân nỗ lực cần tu mạc không quá nhật. Thâm tri quá quạng phương nãi tương khuyến hành trì, nguyện bách kiếp thiên sanh xứ xứ đồng vi pháp lữ. Có nghĩa là dầu cho trăm ngàn kiếp cái nghiệp kia không mất, một khi nhân duyên đã hội ngộ thì quả báo phải tự đeo mang. Nên biết cố tri tam giới hình phạt, nên biết rằng hình phạt trong ba cõi quanh bản sát nhân trói buộc chết người chứ không phải là vừa. Cho nên tổ nói vậy mới kêu mình chúng ta phải làm gì đây? Phải nỗ lực cần tu, phải gắng sức mà tu hành. Nỗ lực cần tu mạc không quá nhật, chớ để nó luống qua ngày tháng. Nó luống qua ngày tháng, phải nỗ lực. Đó. Nỗ lực cần tu mạc không quá nhật, chúng ta hãy nỗ lực đừng để nó luống qua ngày tháng. Thâm tri quá quạng phương nãi tương khuyến hành trì. Có nghĩa là đã quá rõ biết những điều tội lỗi mới khuyên nhủ hành trì. Tổ cũng nói tổ đâu phải người không tội đâu. Tổ đã quá rõ biết thâm tri quá quạng, tổ đã thâm sâu, tổ quá rõ cái điều này. Tổ đã cũng từng quạng lạng quạng, tổ đã từng sai lầm. Chứ tổ đâu có nói tổ thành Phật đâu. Thâm tri quá quạng phương nãi tương khuyến hành trì. Có nghĩa là nguyện các vị ở xa cũng như ở gần ráng mà cố gắng, thời gian nó trăm ngàn kiếp vậy đó, cũng phải cố gắng khuyên các vị phải khuyên nhủ các vị nên cố gắng hành trì. Nguyện bách kiếp thiên sanh, con nguyện trăm ngàn kiếp ngàn đời xứ xứ đồng vi pháp lữ. Nơi nơi đồng là bạn tu của con. Vậy thì bây giờ không lẽ ông tổ này được mọi người tôn kính ông tổ Linh Hữu, ông tổ Quy Sơn đó, là tất cả cái đám tu sĩ của tôi đó, cái đám mà cạo đầu này đó, mà ai mà vô chùa mà không thuộc cái này đó là coi như là uổng cơm bá tánh, uổng công mặc pháp phục. Như vậy thì đã học cái ông tổ này mà bây giờ chê ông hay sao? Mà trong khi ông tổ là ông nguyện coi như là nguyện bách kiếp thiên sanh xứ xứ đồng vi pháp lữ, ông dám phát nguyện rằng là nguyện trăm ngàn kiếp ngàn đời nơi nào cũng là pháp lữ. Vậy thì ông này ông tu ngu tu dốt hơn mấy ông tổ tịnh độ hay sao mà không ngu gì, không nghiệt nguyện giảng sanh tịnh độ mà để nguyện hành nguyện bách kiếp thiên sanh, nguyện trăm ngàn đời trăm ngàn kiếp được sanh ra làm người làm gì? Cho nên tôi nói các vị mà tôi giảng mà tôi nói nặng quá đó, tôi làm quá các vị nói tôi là sân si, là coi như con người nóng nảy, con người này kia. Mà tôi không nói ra vậy nó không có ra cái lý kinh. Tôi thường tôi xin lỗi các vị đừng có nhìn tôi. Tôi phải cho tôi nói mạnh bạo, tôi nói mạnh dạn, tôi nói vậy đó rồi. Tôi nói rồi nếu mà tôi lỡ mà tôi có sân thiệt đó, sân thiệt mà tôi đứt tim, tôi đứt mạch máu, tôi chết vậy mà tôi cũng bằng lòng nữa các vị. Mà tôi muốn nói là cái tiếng nói sự thật vậy. Dù nó mất lòng, nó mất cảm tình, nó mất tình, mất cái sự quan hỷ với một số người nào đó. Nhưng mà những người mà không quan hỷ đó là họ có cái dụng ý, có cái giả tâm, có cái gì đó tôi không quan trọng.
Mà tôi nói vậy là tôi dạy là cho chính tôi nhắc nhở cho chính tôi và tôi nhắc nhở cho những người đồng ý, đồng lòng cùng đi trên một cái lý tưởng. Đó, cho nên tôi nói Tổ Quy Sơn đó, tất cả người tu hành cạo đầu như tụi tôi không thầy nào không bước qua ngưỡng cửa cái bài văn Quy Sơn Cảnh Sát. Mà nếu ông thầy nào nói không có, tôi không biết cái bài đó đó, là cái thuộc lỗi thầy chùa dởm. Tôi khẳng định một đó. Bởi vì thầy chùa là hãy vô chùa là phải học bốn cuốn luật. Mà bốn cuốn luật là trong đó có Quy Sơn Cảnh Sát. Đó. Mà bây giờ mà bởi vì không học đạo cho nên nó bậy. Nó bậy cho nên nó bậy không ai chịu nổi. Nên tôi nói Đài Loan có pháp sư mà tôi dám nói, tôi thường nói ai dám động tới ổng mà tôi vẫn nói nó bậy không ai chịu nổi. Ông giỏi về cái chữ của ông, tại vì ông ở bên đó thì ông phải buộc lòng, ông phải giỏi chữ Nho, chữ Hán. Ông nói nhưng mà ông không chịu nghiên cứu cái này nè. Tối ngày cứ nghiên cứu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thôi. Cho nên tôi nói các vị vậy đó. Tổ nói rất rõ ràng. Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Dầu cho trăm ngàn kiếp, nghiệp làm kia không mất, nhân duyên khi hội ngộ quả báo phải tự mang. Cố tri tam giới hành phạt, quanh bản sát nhân, nên biết hình phạt trong ba cõi trói buộc chết người. Cho nên nỗ lực cần tu mạc không quá nhật. Phải nỗ lực, phải gắng sức mà tu hành, chớ đừng có để trôi qua ngày tháng. Thâm trì quá quạng phương nãy tương khuyến hành trì, đã rõ biết những điều tội lỗi thì mới khuyên, mới nhủ mọi người nên hành trì. Nguyện bách kiếp thiên sanh xứ xứ đồng vi pháp lữ. Nguyện đời đời trăm ngàn muôn kiếp, nơi nào cũng là pháp lữ. Thiền sư Quy Sơn ý nói chính là thiền sư đã nghiên cứu và tu học, biết chính xác tường tận về các nguyên nhân tội lỗi khổ đau mà mọi người trên đời này phải chịu đựng. Không biết bao nhiêu bất bình, bất mãn. Vì vậy mà thiền sư mới nguyện cùng với đại chúng ngàn đời muôn kiếp sanh ở chốn nào cũng gặp nhau, hội ngộ nhau làm pháp lữ. Mong rằng từ đời này sang đời khác, sanh bất cứ nơi nào cũng gặp nhau, nhắc nhở sách tấn với nhau tu học thành vô thượng Bồ Đề. Tổ Quy Sơn là người thâm ý Phật Pháp, liễu đạt kinh điển, bậc long tượng mà còn nói như vậy. Còn ngày nay một số tục tăng, có trẻ, có già, nói dụ khị để người vãng sanh cực lạc, thật là mệt mỏi làm sao. Chính những người truyền bá sai lầm chân lý, lu mờ chánh pháp, trở thành mạt pháp là vậy. Dám truyền bá kinh của nó là thời mạt pháp này chỉ còn có 6 chữ, 4 chữ A Di Đà Phật, chỉ còn có kinh Vô Lượng Thọ. Thời mạt pháp này kinh mất hết. Mất hết là tại mình không chịu học, mình không chịu nghiên cứu, không chịu tư duy. Mình tự mình bảo thủ, tự mình làm cái dây trói buộc cho mình, làm sao mất hết được. Bây giờ trên mạng đây nè, những cái bài tôi giảng như vậy nè, mà bỏ vô YouTube rồi là phải 50 năm sau. Nó bảo đảm cho mình ít nhất 50 năm, trừ ra khi nào mình xóa thôi. Mất hết sao được mà mất. Thời buổi con người nhân loại nó càng phát triển làm sao mà mất. Hồi xưa là không có cái, sử dụng bằng quay bằng phim nhựa, rồi bây giờ quay bằng cái đĩa, rồi bây giờ không cần đĩa nữa, cần chiếc có chút vậy nè, rồi lưu giữ măng mọi cái làm sao mất. Tại vì mình không cố gắng, mình không giữ gìn mới mất. Mình hoặc là sự cố gì mình tự động mất, nhưng mà mất sao mà mất được. Mà nói bậy vậy mà cũng còn nói được. Cái chân lý làm sao mà mất, chánh pháp làm sao mà mất. Chỉ có mình làm bậy rồi mình tự mình đặt là mạt pháp, thời mạt pháp mất hết. Mất hết là tại mình làm mất. Mình nói bậy cho nên nó mất. Nói đến đoạn này tôi thấy rất là hoan hỷ. Dầu là tôi sân hận, tôi nói thẳng vậy nhưng mà tôi thấy tôi nhẹ ra đó. Vì mình nói được cái tâm của mình. Cho nên người tu á, thật ra giờ tôi hiểu rồi, không có sợ mình thiếu pháp lữ đâu. Hồi xưa tôi nói chơi, tôi cô đơn, tôi quạnh quẻ, tôi một mình. Chứ thật sự tôi biết bây giờ là nhiều người cùng đi lý tưởng lắm. Coi chứ không có thiếu pháp lữ. Những người cùng một tha tâm, một cái tâm tha thiết mong cầu giáo pháp thì gặp nhau đã đành.
Còn những người chống đối vu hãm vô tình hay cố ý cũng là pháp lữ với nhau đó chứ. Ai chống tôi đi rồi kiếp sau cũng gặp. Chống chừng nào là kiếp sau xương hung chừng đó. Nó nhân quả hoàn diệt mà. Nhặt nổi dòng lên hồi lên xuống khác nhau, không biết ai là ai, vai trò gì. Thôi giờ tới đây nghỉ được rồi, mệt rồi. La rồi, mệt rồi. Đó rồi coi như thứ năm mình học học tiếp cái phẩm chúc lỵ này. Thì vậy bữa nay á, tôi nhắc trở lại các vị, nó cố ý chỉ bữa nay học có một câu quan trọng là Đức Như Lai rời pháp tòa rồi lấy cái tay xoa cái tay mặt, xoa đầu cho chư đại Bồ Tát, chúc lỵ cho chư Bồ Tát, dặn dò quỷ thác cho chư Bồ Tát. Bữa nay học có nhiêu đó thôi nha. Như vậy là cái tay đây là ý nói cái tầm tay, vì tầm tay của Như Lai là cái trách nhiệm để giáo hóa chư Bồ Tát Tâm, Bồ Tát Hạnh, mà Bồ Tát Tâm, Bồ Tát Hạnh là nằm trong tầm tay của Như Lai. Thôi nay học nhiều đó thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ ba ở thứ năm chúng ta gặp nhau tiếp ha. Nam mô Phật.